Công an quận Long Biên, Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não khi chơi bóng rổ. Theo đó, nạn nhân là NHD, sinh năm 2010, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Việt Hưng. Trong vụ án này, Trương Văn Minh, sinh năm 2008, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, bị đề nghị truy tố tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm A, khoản 4, điều 134 Bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra xác định TVK, sinh năm 2012 em trai Minh, là đồng phạm với Minh về hành vi gây thương tích cho cháu D. Tuy nhiên, tính đến thời điểm phạm tội, ca mới hơn 11 tuổi. Vì vậy, ca chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra đã thông báo về địa phương nơi cư trú và trường học của ca để phối hợp quản lý, giáo dục. Đối với ông TVT, sinh năm 1979, bố Minh và ca, cơ quan điều tra kết luận, ông T không đồng phạm với Trương Văn Minh trong việc gây thương tích cho nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, Trương Văn Minh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, Lời khai của Minh đối với hành vi gây thương tích cho D phù hợp với các tài liệu chứng cứ thu thập được. Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Minh để điều tra tội cố ý gây thương tích. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Minh bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.